Hi, xin chào các bạn. Ở video lần trước chúng ta đã lập trình xong cho cái chương trình biểu siêu chúng ta. Lần này chúng ta sẽ tiến hành vẽ màn hình giao diện HMI. Thì trước tiên á, thì mình phải tiến hành một cái setup này cái đã. Đó là mình vào cái phần Device and Network này. Các bạn tạo ra cái sự cái liên kết giữa cái thiết bị BLC và cái màn hình HMI của chúng ta. Ở đây bạn nhấn chuột vào đây là một lần nữa, và bạn kéo thêm một lần nữa, bạn bảo vào đây. Bạn bấm vào HMI connection này. Đó, thì bạn kéo thêm một lần nữa. Lúc nãy là các bạn kéo ở bên network, thì các bạn bấm vào connection, bạn kéo một lần nữa, thì lúc này khi mà hiện lên HMI connection này, nghĩa là bạn đã kết nối thành công, link thành công giữa cái BLC và cái HMI của chúng ta. Rồi, lúc này chúng ta chỉ cần vào bên đây chúng ta lập trình thôi. Rồi bấm vào cái mục HMI này. Và các bạn bấm vào screen. Bạn ấn vào screen 1. Đây là cái màn hình giao diện của chúng ta. Rồi, video này thì mình sẽ vẽ về cái điều khiển đèn sáng tắt theo chu kỳ cho các bạn. Để bạn vào đây, vào một element này nè, bạn click chuột vào. Đây là sẽ là cái button này. Đó. Các bạn gõ vào đây là light control. Rồi. Bạn click chuột vào nó. Bạn kéo thanh này lên để bạn lập trình cho nó. Đây, phía dưới này sẽ là các cái mình lập trình chi tiết cho nó này. Cho cái button light control này này, thì bạn bấm vào animation. Bạn bấm vào display add new information. Đó là bấm vào appearance, là sự xuất hiện của nó. Ở đây, bạn sẽ chọn một cái tab của mình này, bấm vào dấu ba chấm này. Đó, bấm vào phía bên BLC tag, bấm vào phía bên input thì chỗ này sẽ là light on. Đó, điều khiển bật tắt đèn. Rồi. Thì nếu là 0 và hai trạng thái 0 và 1, 0 thì ứng với là màu đỏ. Cái đèn này sẽ nút này sẽ màu đỏ. Và 1 thì cái nút này sẽ là màu xanh. Rồi, cho tiến hành bấm ở bên phía event là sự kiện. Bạn bấm vào nút click. Khi mình click vào thì cái sự kiện gì sẽ ra? Bạn gõ vào invert bit là đảo bit đó. Đó. Và cái bit mà mình sẽ đảo nó là bit gì nào? Lion này. Đó. Nghĩa là khi mà mình click chuột vào cái nút nhấn này thì cái bit Lion chúng ta nó sẽ đảo hai trạng thái, đảo từ 0 và 1, 0 và 1 đó. 0 là ứng với tắt, còn 1 ứng với bật. Rồi. Đó là về cái nút Lion này, bạn có thể kéo như thế này để chỉnh cái độ dài và độ rộng của cái button này. Rồi, theo bạn ấn vào đây, kéo nó ra, kéo cái hình tròn này ra, thì cái này chính là cái đèn của chúng ta. Rồi, cái đèn của chúng ta tiến hành chúng ta lập trình tương tự luôn. Bấm vào animation này, bạn bấm vào add new animation này, appearance này. Đó, thì cái đèn này nó sẽ gắn với cái tag là gì nào? Tag output là cái light của chúng ta. Đó, là cái bóng đèn của chúng ta đó. Tương tự luôn, hai trạng thái 0 và 1. Trạng thái 0 thì nó sẽ là màu xám mặc định giống như thế này. Trạng thái 1 nó sẽ là màu vàng, chứ sẽ cho nó xám màu vàng nha. Rồi, sự kiện thì không có sự kiện gì cả, vì đèn mà. Nút nhấn thì mới có sự kiện tác động từ con người, còn đèn thì không. Rồi, tiếp theo mình sẽ copy cái nút này ra, mình sẽ copy cái button này ra này. Đó, là mình làm các cái mod chúng ta. Rồi, ở đây mình cũng tương tự luôn. Mình sẽ cho cái nút này là cái nút mà mình chọn mod. Mod này là mod 0.5 hạt. Là ứng với 2 giây. Nhớ các bạn. Rồi, 0.5 hạt ứng với 2 giây rồi.
mình cài vào đây, mình cài đặt lại một xíu nè, mình chọn lại cái, vì lúc nãy mình copy từ đây qua cho nên các cái biến nó vẫn lưu như cũ, mình chọn lại một tí nè, sẽ chọn vào BOC tag nè, chọn cái này là 2 giây and enable. Đó, nó là cho cái đèn này chạy theo kiểu 2 giây, chu kỳ 2 giây. Rồi. Bạn xóa cái này đi. 1. Khi mà mình cho nó, mình ấn, mình chọn nó thì nó sẽ có màu xanh. Event này các bạn cũng đổi luôn. Cái này không phải là light on nữa. Mà này là 2 giây and. Click vào. Thì ví dụ là khi bạn click vào cái button này thì cái biến 2 giây của chúng ta nó sẽ đảo trạng thái lại từ trạng thái 0 là không được chọn lên trạng thái 1 là trạng thái được chọn. Trạng thái 1 được chọn thì qua bên đây animation nó sẽ là màu xanh. Đó. Rồi bạn ở đây bạn Ctrl C vào, bạn copy qua lần lượt cho hai cái mode còn lại chúng ta. Mode tiếp theo là mode này là mode gì? Cái này là mode 1 hạt. 1 hạt thì ứng với là 1 giây. Còn thằng này là 2 hạt. 2 hạt thì ứng với là 0.5 giây. 1 hạt 1 giây này thì các bạn chọn nha. Bạn cũng tương tự luôn, bạn chọn vào đây. Input này 1 giây này. Đó. 1 thì là màu xanh luôn. Event này các bạn đổi lại luôn. Event này thì là 1 giây n này. Điều khiển cái bit đó. Cái này cũng tương tự. Cái này thì là 0.5 giây n. Và animation nó là 0.5 giây. Rồi, mình kiểm tra lại bên đây. Rồi, ok, hợp lý rồi. 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 Mình thêm vào một cái khung hình chữ nhật. Mình để vào đây, mình tạo một cái khung chú thích, phân chia cho nó đẹp một xíu, mình kéo ra đây, xong mình ấn nút phải chuột, mình bấm là, để mình bấm vào đây ha, nút phải chuột, để vào cái order này nè, move backward, send to back. Mình bấm send to back thì nó sẽ chuyển ra hết phía sau này làm nền. Rồi thì đây là cái khung mà mình điều khiển đèn sáng tắt theo tần số. Một lưu ý nữa là đáng lý là ngay từ đầu khi mà mình lập trình xong cái BOC này nè, bạn để vào đây. Bạn ấn vào cái compile này, trình duyệt nó sẽ biên soạn ra. Rồi nó sẽ compile lại. Nó sẽ chạy chương trình kiểm tra lỗi nè. Đó. Rồi. Nó đang chạy đó. Phía dưới này màn hình nó sẽ hiển thị các cái message bao gồm có lỗi hay không hay là cái gì đó. Nó sẽ hiển thị lên xuống dưới này. Đó. Nó kiểm tra hết rồi. Không có lỗi này. Đó. Thì lúc này chương trình chúng ta lập trình không có lỗi nha. Đó. Xíu nữa bạn lập trình xong HMI thì các bạn cũng có thể để chuột vào, click chuột vào HMI này. Dòng HMI này bạn cũng compile luôn. Nó sẽ compile luôn cho mình cái chương trình mình lập trình bên HMI. Rồi. Thì là video là kết thúc, mình đã lập trình xong cho cái giao diện về cái phần live control này. Phần tiếp theo mình sẽ lập trình về cái motor của chúng ta. Chào các bạn.